Công cảm ơn nhé. Các bà rất là lộn nhộn. Rất lộn nhộn nhé. Tí nữa cho mọi người xem cái này, mọi người biết là cái độ lộn nhộn đến cái mức độ nào. Gay. Thật sự cay. Các bạn rất mất thời gian. Cảm ơn Huệ, cảm ơn Quỳnh. Đây, tiếp tục. Có là chiếc bánh của MC Neon nữa. Kiểu không? Không có kiểu rồi. Đây, kiểu đây. Chúc em được MV của Đạt Đơ thành công và được nhiều người yêu mến nhá nhé. Chúc 20 tháng 10 Đạt Đen cũng như tất cả mọi người trong gia đình Villa vui vẻ, hạnh phúc và thành công nhé. Hạnh Villa Tem. Cảm ơn Hạnh rất là nhiều. Đấy, những cái lời chúc nó phải đi sâu vào lòng người như thế. Còn các bà rất là lộn nhộn. Đây. Rất chi là lộn nhộn và mất thời gian. Đây. Đấy, đáng yêu chưa? Màu hồng nam tính luôn, được chưa? Đây nha. Tiếp tục, đợi một tí. Còn nhiều cái lắm, mọi người không thể nào mà tưởng tượng được đâu thật. Đây. Trước tiên là mình không biết là đây là những cái gì. Mình không biết đây là những cái gì. Áo hay là cái gì? Áo hay sao ấy? Áo hay là khăn quần thì không biết. Áo hay sao ấy? Còn cái này thì mình không biết này. Đừng hỏi mình đây là khăn quần nhé. Đây. Đấy. Tiếp tục nhá. Tiếp tục vẫn còn. Cái này chơi thế nào mọi người? Cái này à? Chơi kiểu gì? Như này. À đây, đây. Nó có một cái đây. Đấy. Cái này chơi kiểu gì hả mọi người? Kiểu cầm mà ghét cầm đẹp phổ à? Đấy là cầm phổ này đúng không? Phổ khi nào phổ mặt mình không? Một chiến binh. Ariuna là một chiến binh thông minh, nhanh nhẹn, ít nói, kỹ lưỡng, lịch thiệp, dũng cảm và thích bảo vệ kẻ yếu. Ariuna là một người đàn ông hiền lành và đẹp trai. Khiến phụ nữ từ công chúa đến thê thiếp đều phải mê mẩn. Nói một điều là rất giống với mình. Như Ma Tum nói, Đạt Vina đẹp trai như Ariuna. Ui trời ơi. Mọi người thấy không? Nó đẳng cấp. Nó là một cái gì đấy quá đẳng cấp.
nó là một cái gì đấy quá là ok luôn. Đúng không? Tiếp tục này. Đây. Đây 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 đây. Mọi người còn nhớ bộ ga giường này của mình không? Mọi người còn nhớ bộ ga giường. Ngày xưa mình cũng có một bộ ga giường này, Manchester United. Mọi người nhớ không? Cách đây hơn một năm chắc mọi người sẽ nhớ. Bộ ga giường Manchester United. Mọi nhớ ok. Đấy mới là những cái người mà đã theo dõi Đạt rất là lâu rồi. Bộ ga giường Manchester United. Và đây là tấm thiệp đó. Mong bạn luôn vui vẻ. Anh em chúng tôi rất cảm ơn Đạt Mila. Các bạn đã giải trí cho chúng tôi khi chúng tôi đang mệt mỏi. Và mệt mỏi trong công việc. Cảm ơn bạn và cũng vì các bạn mà chúng tôi có rất nhiều bạn ở Việt Nam. Và các bạn, chúng tôi yêu âm nhạc Việt Nam, cầu Chúa luôn hãy bảo vệ mọi bước đi và những việc bạn làm luôn được hiện dễ dàng và luôn giữ gìn sức khỏe. Bạn có thể làm việc chăm chỉ nhưng đừng quên nghỉ ngơi bạn nhé. Thank you Hamka và Kim Ai Vi Đạt Đài Loan. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn nữa, chưa hết đâu các bạn ạ. Nói chung là ngày hôm nay là ngày mà em nhận quà. Chưa một ngày nào mà em mệt mỏi như ngày hôm nay. Thật sự không biết nói lời nào nữa. Không còn một lời nào để nói khi em nhận món quà này. Không còn một món. Đây là nho nhé mọi người. Còn vừa xong em đọc kèm quên chưa, bỏ nho ra. Còn một món quà mà em khi em nhận này em không còn lời nào để nói nữa rồi. Một món quà chả nhẽ em định không bỏ lên thì mọi người lại bảo là thằng này nó mất dạy. Mà khi em nhận món quà này thì em không còn lời nào để nói. Hết chưa nói luôn. Cảm ơn Hâm. Đây. Đây một tí. Tôi rơi thiệp mất rồi. Đây. Trước tiên em sẽ đọc thiệp trước. Đây. Bất ngờ chưa ông già? Mọi người đã thấy bất ngờ chưa ạ? Mọi người bất ngờ chưa? Người ta đã bảo ăn gì bổ nấy, nên chị gửi đến em một chút quà nhỏ góp phần cho giống khoai. Mang sang Indo, very good. Mau chóng nhân giống ra khoai lang tốt của Việt Nam và Indo nhá. Hạnh phúc của tụi chị là nhìn hai em hạnh phúc. Vì vậy hãy luôn bên nhau hạnh phúc, mang hạnh phúc cho nhau. Không chỉ một ngày mà đến cuộc đời. Di Đạt nhé. From chị Vân Hà. Vân Hà bị bắt đổi tên. Này. Đây các bà nhìn đây. Này. Có cái bà nào như cái bà này không, tặng hẳn một bó khoai lang. Một bó hoa khoai lang. Đây. Hết con trang cherry. Rồi bây giờ đến được chị. Thế bây giờ em hỏi chị là bây giờ cái khoai này thì nhân giống kiểu gì? Bây giờ khoai này chỉ có nhân vào lồi. Bây giờ nhân giống kiểu gì đấy? À, bây nhân kiểu gì? Nhân giống thế nào? Khoai của người ta nhá, khoai nhân giống của người ta là khoai tuyển. Ơ, con gấu của anh đâu? Con gấu béo đâu? Đi đây, lấy anh ngựa. Xong anh chưa? Hả? Xong hết rồi. Bây giờ em mang các kia xuống nhà đi, còn để cái tùng khoai này 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 cho anh. Để anh xử lý các con mụ này. Hôm nay dứt khoát anh phải xử lý các con mụ này. Không thể để các con mụ này thế này được. Càng ngày càng mất lóc rồi. Càng ngày các con mụ này càng
rất là lộn nhộn. Bây giờ tôi hỏi các bà là khoai nhân giống nó phải là khoai hàng tuyển. Các bà cắt cụt đầu cụt đuôi thì nhân giống kiểu gì? Hả? À, bây giờ có 20.000 anh chị em ở đây thì em hỏi là em hỏi các chị là bây giờ em nhân giống kiểu gì? Các bà cắt cụt đầu cụt đuôi rồi thì nhân giống kiểu gì? Ăn gì bổ đấy. Bây giờ bảo cắt mới nhân giống được. Này em nói thật mọi người, khoai người ta gọi đấy, người ta không gọi là cắt. Đấy người ta gọi là phẫu thuật. Hiểu không? Em ăn không? Đi, mang xuống, mang xuống đi. Ô, cảm ơn Hâm. Cảm ơn mọi người, nhưng mà em thật sự em không thể hiểu được. Bây giờ các bà và em mang mấy củ khoai này sang Indo để nhân giống thì em nhân vào đâu? Bây giờ chỉ có nhân vào lời thôi, chứ nhân vào đâu được. Đúng không ạ? Khoai đã được cắt đó. Gì để nói, thề luôn này, thề luôn, tặng này, tặng luôn một bó hoa khoai, sợ ma không? Ô, bây giờ tặng các bà bị hết trò, hết mà cái con trang Hâm kia, bây giờ lại đến được cả cái bà này. Các bà ấy đô thì các bà tặng hết nồi rồi xong chảo. Bây giờ thì cả chăn màn nữa, bây giờ lại cả ga đi. Không. Vui vẻ đón nhận nhá. Thế bây giờ em hỏi các bà nhé. Các bà cắt cụt đầu như thế này. Cắt cụt đầu như thế này. Đây. Ở đây thì các bà đâm que. Thế thì khác gì là các bà hủy hoại giống. Đúng không? Khác gì các bà hủy hoại giống đâu. Các bà đâm nó như thế, các bà cắt nó như thế thì chịu làm sao được. Đúng không nào? Ôm. Rất mất thời gian. À, em nghĩ ra cách nhân giống rồi. Em nghĩ ra rồi. Đây, em sẽ dắt mọi người đi nhân giống. Sẽ dắt đi nhân giống luôn. Đây. Im mồm. Ta đi nhân giống. Đây, em sẽ đi nhân giống cùng cho mọi người xem. Đây. Đi nhân giống luôn. Nhân một phát là một cục luôn. À. Khoai này phải rửa sạch trước khi nhân giống nhé. Đấy, hướng dẫn nhân giống khoai. Các bà bảo là nhân giống thì các bà là muốn xem like đúng không? Like để xem nhân giống. Thì bây giờ sẽ phải trước khi nhân giống nó phải làm sạch sẽ. Đấy. Trước khi nhân giống nó phải rửa sạch sẽ thì mới nhân được giống. Còn sót củ nào không? Cút tiền ít ít nữa đấy, cút tiền không? Xong rồi đấy các bạn. Ờ, nhanh đi. Đấy. Bây giờ là tiết mục gọi là nhân giống khoai nhá. Nhân giống khoai. Thế tầm 12 giờ.
Mày... đùa các bà cắm cũng, cũng chặt nữa cơ. Đấy, trước khi nhân giống nó phải rửa sạch nhá. Rửa sạch trước khi nhân giống không là nó sẽ bị viêm, bị kiểu vi khuẩn viêm viêm giống nhở. Hiểu chưa? Đúng không? Thế không đúng à? Thì bây giờ ăn thì cũng phải có, bây giờ nhân giống thì cũng phải rửa sạch thì mới nhân được giống chứ, đúng không? Không thì để mà nó viêm hết cả. Ây ôi, rửa sạch trước khi nhân giống. Ủa alo, cái gì? Nó hỏng hết cả khoai cả khủng đi. Ăn nó không được ngon. Nên là ok, nhân giống nó sẽ không được tốt. Nên là phải rửa. Ây ôi, cắm chặt thế này đùa. Giống này giống tốt đấy. Giống này khoai nhưng mà hơi ngắn. Quả khoai này hơi ngắn. To nhưng hơi ngắn. Nó phải dài cơ. Không phải, dài làm gì cắt rồi. Mẹ biết cái gì, im mồm đi. Vậy đấy. Này có khi nào nhân giống khoai bị supply không? sợ mà. Ây. Một người đàn ông cũng đảm đang biết nhân giống khoai đúng lúc. Đấy, khoai ít ra nó phải to này này, dài, hiểu không? Nhưng mà con này mới được có nửa gang. Không ăn thua. Cái gì? Sợ ma cái gì? Thì có đúng thế còn gì nữa. Đấy. Được chưa? Bây giờ thì bây giờ cái gì? Nhớ cắt nhá, cắt rồi, cắt đầu cắt đuôi rồi. Đây cắt một chút, cắt một chút. Đấy, cắt một chút thôi. Cắt nhiều nó sẽ bị gọi là hỏng. Hỏng không nhân được giống. Cắt nhiều là chết bố nó luôn. Là nó sẽ ngoẻo luôn, nó không nhân được giống nữa. Ê. Đấy. Nên cắt một tí thôi. Cắt còn một chút thôi nhá. Đây. Nhưng mà nhiều này thì liệu